Hello Chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 147 của Tô Minh Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh của Annie nhé Bây giờ bắt đầu tập 147 Tô Minh Cùng ngành lão tổ xuất quản Tình hình này rung động ông lão, biểu tình của lão ở trong chớp mắt mở mịt Điều này vượt qua tưởng tượng Lão chưa từng nghĩ tâm thần của một người lại khủng bố như vậy. Người đang ở đâu? Tinh thần của ông lão run lầy, nghiến răng giết gào. <laughs> ta đang ở trước mặt của người, ngẩng đầu lên, người sẽ có thể nhìn thấy ta. Đáp lại ông lão là mười vạn trời sao phát ra những tiếng nổ điếc tai. Ông lão bà năng ngẩng đầu, người run lên bẩn bật, lão nhìn thấy... Lão nhìn thấy ở trong trời sao vô tận tồn tại một vật kỳ dị không thể nào hình dung được kích thước. Lão rất so, khó so sánh giữa cuộc đó là cái gì dường như nó là một cái cột to lớn nhưng mà độ thô thay thế trời sao khiến cho người ta liếc nhìn có cảm giác vách tường đây đây là ông lão tinh thần rung động sương khói màu xám láo hóa thân đến trong theo nỗi lòng biến đổi mà dao động kịch liệt ông lão ngửa đầu đến cực hạn nhưng mà không thể nào nhìn thấy đỉnh của cây cột khổng lồ mãi đến khi lão dùng lực lượng thần thức dùng thần thức mạnh mẽ để nhìn thì sương khói láo hóa thân run rẩy để trượt cực lại giống như đồng cứng nỗi lòng của ông lão chớp mắt là không dao động một chút nào người ngây ra như phỗng trong đầu trống rỗng không có suy nghĩ gì chỉ là rung động đến cực độ thì biến trở nên mượt mịt trong thần thức của lão lờ mờ nhìn thấy bề ngoài của một cái cây khổng lồ giống như là vỏ cây nhưng lão là không cách nào tin tưởng thế gian này sẽ tồn tại một cái cây không thể nào tưởng tượng được nhưng chốc lát đó khi lão trông thấy tán cây khổng lồ nhánh cây đến vô tận nhìn hết toàn bộ hình dạng của cái cây to vô biên này thì lão trở nên điên cuồng N này đây, đây là cái gì người người là ai ông lão run rẩy trong lòng trong lòng của ông lão khoảnh khắc này tràn ngập vẻ sợ hãi và không thể nào tin tưởng <laughs> ta chính là người mà người muốn đoạt xá đó ách thương phân thần tô minh cực kỳ to lớn lạnh lùng nói Thành âm ầm vàng chỉ là giọng nói đã chấn động xương khói sám do ông lão biến thành chấn động không dứt như là sắp tan vỡ điều này không thể nào người là một sứ đồ một sứ đồ truyền thừa hai thân nhật nguyệt nhưng nhưng thời đại chúng sinh linh chết thì hai lần nguyệt này đã bị tổn hại nặng coi như người đã đạt, được truyền thừa thì thì người cũng sẽ không thể nào xuất hiện hồn như vậy người người lại không phải là sứ đồ ông lão hét lên chói tai sương khói lão biến thành cuồn cuộn rút lui định chạy ra khỏi tâm thành của tô mình nhưng mà lúc trước ông lão đã thử rồi giờ lại thử lại vẫn không có một chút tác dụng người này là tinh thần của tô mình ở đây là không trời mười vạn trời sao của tô mình chỗ này là nơi hồn của hắn biểu hiện ra cường đại nhất chỗ này tô mình lại là chúa tể tôi mình có thể đoạt xá được ách thường trong trời đất này hiếm thấy có sinh mệnh nào có thể tiến hành đoạt xá hắn bởi vì nó có khó khăn hơn lúc trước hắn đoạt xá ách thường ngay khi tô minh khiến cho ông lão này biến thành khói xám phát cuồng bất chấp tất cả định bỏ chạy thì cây ếch thường do tô mình biến thành từ vị trí thân cây lại từ từ tách ra một lỗ hổng nhìn lỗ hổng đó giống như là một cái mồm to có thể nuốt hết tất cả động tác của tô minh không nhanh chính vì chậm chạp vậy cho nên mang đến sợ hãi cho ông lão lớn đ... ông lão lớn rộng vô tận ông lão không ngừng thử chạy trốn không ngừng phát ra những tiếng gào vậy nhưng không có một chút nào tác dụng chỉ đành phải chờ mắt nhìn tụi mình hóa ra từ một cái cây từ từ há mồm lộ ra vẻ dữ tội khiến cho ông lão hét lên chói tai không thả, thả ta ra người đừng có nuốt ta ta có thể trở thành nô tòng của đại nhân ta ta có thể khiến cho toàn ngọc giá đều trở thành nô tòng của đại nhân xin xin đừng có giết ta ta có thể vì đại nhân mà chinh chiến hắc mặc tinh đến lúc này ông lão đang nói lùng tung cơ hội khao khát mấy vạn năm giờ đây đã biến thành ám ảnh và chết chóc rõ ràng cơ hội sắp thành công chớp mắt đã đảo ngược cái giá mà lão phải trả bằng sinh mệnh tất cả đều ở sâu khiến cho trong lòng của lão không thể nào chấp nhận nổi người tên là gì giọng của tô minh vang vọng mà thể uy nhiếp vô thượng ở trong tâm thần của hắn thanh âm chính là thiền uy có được ý chí không thể nào từ chối Ng ngọc hàm lão tổ đời thứ tư ngọc gia ta là ngọc hàm tôi mình đáp lại khiến cho ngọc lão giống như là bắt lấy cơ hội cầu sinh không một chút nói do dự nói ngay nhưng lão mới nói tới đây thì cây ách thường tô mình hóa thân há to mồm âm trầm hút mạnh cây hút này mười vạn trời sao ẩm vàng Khoảng khắc mãnh liệt chấn động giống như là trời sao sắp tàn vỡ giống như là khung trời hủy diệt trong giây lát một tiếng hét thảm thì luồng tuyệt vọng phát ra từ trong sương mù xám sương khói màu xám của ông lão bị hấp thu hóa thành từng lũ tờ lao hướng cái mồm to của ách thường chờ đợi mấy vạn năm mười mấy hậu nhân các đời khác nhau giúp đỡ Lão phù giúp còn đã chờ có người tới Ta không cam tâm Ta không cam tâm Ông lão bị hút vào trong cái mồm to của ách thương, trong từng lũ tơ khói xuất hiện rất nhiều khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình tràn ngập vẻ oán độc, tuyệt vọng và có mãnh liệt, không cam lòng. Nhưng tất cả điều này là lão không thể nào ngăn cản được, lão vốn tưởng chờ đến là tu sĩ mặc cho lão xâm lược, nhưng không ngờ chờ tới lại là một sự khủng bố còn hơn cả mãnh thú hồng hoàng. Giờ phút này, tất cả chuyện xảy ra trong cửa của ba môn đạo thiên người ngoài không thể nào biết, chỉ thấy trên bầu trời cửa của tam môn đạo thiên thái bình hữu tượng to khổng lồ giống như là đá núi tỏa ra ánh sáng rực rỡ ánh sáng không ngừng biến đổi khiến cho thái bình hữu tượng giống như là sống lại lại càng có những tiếng nổ ầm ầm từ trong trời đất quanh quẩn khuếch tán tám hướng trong quảng trường của ngọc gia vô số tộc nhân ngọc gia hôn mê ngọc nhu giống như là biểu tình bình tĩnh nhìn lên bầu trời khóe môi lại từ từ cong lên nụ cười không ai biết nụ cười rất nhẹ thậm chí là dù nhìn kỹ cũng khó mà nhận ra chỉ một mình cô mới biết mới nãy là có một giây cô rất vui mơ tưởng cướp thân hình của sứ đồ ngọc hàm lão tổ dưới ánh sáng của hai thần nhật nguyệt người sẽ không thể thành công câu nói này ở trong lòng của ngọc nhu hóa thành một nụ cười nhẹ cùng lúc đó cửa thứ ba ở trên trời thái bình hữu tượng ánh sáng tỏa ra rực rỡ khi bên cạnh ngọc nhu mặt đất chấn động kịch liệt xuất hiện từng khe nứt khe nứt giao nhau lại dần dần khuếch tán trở thành những khe rãnh chúng nó giao nhau khác nhau lấy ngọc nhu làm trung tâm hình thành 13 điểm trên 13 điểm này từng đợt khói xám bỗng nhiên bốc lên, từng sương khói này khuếch tán và ngưng tụ, hình thành 13 bóng người bằng cỡ khói vài vài mét. Trong 13 bóng khói có thể thấy 13 ông lão vô cùng tăng thương đang khoanh chân ngồi, dường như sương khói ngoài người của bọn họ là phòng hộ, thân thể của bọn họ ở trong sương khói, nếu như không thì không thể nào đi ra ngoài. 13 ông lão chính là 13 người ở trong địa cung, giờ phút này biểu tình của họ kích động đều ngẩng đầu nhìn lên thái bình hữu tượng bầu trời, theo nhiều lần họ giao nhau với lão tổ đời thứ tư nhiều năm qua bọn họ biết khi lão tổ chờ đợi sứ đồ đến cũng là lúc bọn họ thi triển ra đoạt xá thái bình hữu tượng sẽ tỏa ra ánh sáng như vậy tương đối với lão tổ chuẩn bị mấy vạn năm thậm chí là có thể mượn lực lượng kỳ lạ ở trong ba môn đạo thiên thì không cách nào thất bại trừ vì không thể nào thi triển ra đoạt xá nếu không thì chính là nếu không đi ra chính là lão tổ vậy cho nên bọn họ mới là đi ra khỏi địa cung muốn tại đây mà cung nghênh lão tổ xuất quan lão có được báu vật thái bình hữu tượng nắm giữ thân hình của sứ đồ hai thần nhật nguyệt am hiểu lực lượng cực kỳ kỳ dị của tam môn đạo tiên đạo thiên sẽ mang đến ngọc gia ở hắc Mạc tinh sáng lập ra gia nghiệp khổng lồ thậm chí mang theo bọn họ quay về tội nghiệp phế địa tìm tộc nhân chi khách của mạch môn đạo đưa môn đạo tộc hồi phục đến đỉnh không phải là chuyện không thể lão tổ nhất định là có thể thành công chẳng bao lâu là ngài sẽ đi ra khỏi thái bình hữu tượng Ngày Ngọc Gia chúng ta vùng lên, rốt của đã tới rồi. 13 ông lão kích động nhìn lên bầu trời, Ngọc Như ở một bên lại thản nhiên đứng, không ai thấy mắt của cô lé, lé qua tia mỉa mai. Chính lúc này, bỗng nhiên cửa thứ ba trên bầu trời, Thái Bình hữu tượng tỏa ra ánh sáng chói loài nhất, giống như là mặt trời, ánh sáng chiếu xuống mặt đất là còn phá ra từng đợt thiên uy, bảng bạc. Lờ mờ trong Thái Bình hữu tượng xuất hiện một bóng người. Giây phút bóng dáng đó xuất hiện ra thì 13 ông lão ở trên mặt đất kích động, toàn bộ quỳ lệ trên mặt đất cùng nghênh lão tổ xuất quan mười ba thanh âm giả nua cùng nhau phát ra sóng âm kinh thiên động địa âm ầm vang lên ngọc nhu cũng biểu tình thành kính lại cúi đầu bái lại thì thầm cùng nghênh sứ đồ xuất quan nhưng giọng nói của cô bị nhấn chìm dưới 13 giọng dài nua, không ai chú ý đến lời nói của cô khác với người ngoài. Thời gian từ từ trôi, trước mắt 10 giây, trong thái bình hữu tượng bóng người lại càng thêm gió, trên mặt đất 13 ông lão phát ra thanh âm càng ngày càng cuồng nhiệt. Cùng ngay lão tổ xuất quan tất cả những thanh âm trong trời đất và khoảnh khắc này đều bị một câu nói này che phủ khiến cho cả không trời dường như trong chớp mắt chỉ có câu nói này quanh quẩn không dứt mãi đến khi bóng dáng ở trong thái bình hữu tượng càng lúc càng rõ ràng 9 giây sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc sập vào trong sóng âm cuồng nhiệt tôi mình lại từ từ cất bước đi ra khỏi thái bình hữu tượng trong vô tận ánh sáng hắn biểu tình vẫn như bình thường không một chút nào biến đổi đi ra thì tóc dài bay lên vạt áo bay phần vật, có vẻ xuất trần nhưng ánh mắt uy nghiêm giống như là hắn đứng trên bầu trời hắn chính là ý chí vượt qua cả khung trời này giống như là hắn đứng ở dưới đất hắn chính là thần linh trên mặt đất cũng ở trong khoảnh khắc hắn đi ra 13 ông lão dưới đất phát ra những tiếng hồ cuồng nhiệt mãnh liệt nhất ở trong đời cùng anh lão tổ xuất quan tôi mình lại nhìn 13 ông lão ở dưới đất còn có ngọc Nhù. trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khó mà đoán ra quả nhiên rất tà dị hết trường cây gậy Ánh mắt của Tô Minh liếc 13 người ở trên đất, biểu tình lại cuồng nhiệt, lại nhìn Ngọc Nhu, hắn ngoái đầu nhìn lên trên thái bình hữu tượng khổng lồ ở sau lưng. Ở trong cửa thứ ba, Tô Minh nuốt lão tổ Ngọc ra, đã có được một số ký ức của đối phương, trong ký ức này bao gồm cả phạm vi của thần nguyên tinh hải, kể cả nguyên nhân năm đó đối phương dung nhập vào trong pháp pháp khí. Trong thần nguyên tinh hải này, có một nơi là đất linh vấn. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong ký ức của lão tổ ngọc gia tôi mình nhìn thấy năm đó đối phương tiến vào trong thần nguyên tinh hải vốn là định dựa theo các đời của ngọc gia để lại manh mối để đi tìm di tích tộc của tộc môn đạo mất thời gian rất lâu cuối cùng là đến rời đời ngọc hàm thì lão đã xâm nhập sâu vào trong thần nguyên tinh hải tìm được di tích mộc di tích tộc môn đạo ở đó lão phát hiện ra tà môn đạo thiền càng thấy chỗ đó là không ngờ có một lần đất linh vẫn cái gọi là đất linh vẫn có thể nói là một di tích viễn cổ đó là ở nhiều năm trước tại thần nguyên tinh hải dị tộc huy hoàng di tích bộ lạc thời kỳ thịnh vượng nhất mà bọn họ sùng bái của thần linh trong tộc năm tháng trôi qua bây giờ dự, dù là thần nguyên tinh hải vẫn là tồn tại rất nhiều dị tộc nhưng mà những dị tộc này đều là do chi nhánh của các tộc quần đỉnh năm đó sinh sản ra ít có khi dị tộc nào hoàn chỉnh và truyền thừa còn về tộc quần đỉnh năm đó bởi vì tai nạn nào đó mà lão tổ ngọc gia không biết cụ thể nên diệt vong và chết ngay cả thần linh bọn họ tôn sùng cũng là chết hoặc là ngủ say trong đó thần linh tộc môn đạo hai linh nhật nguyệt chính là như vậy bọn họ trọng thương và ngủ say chỗ thân thể và bản thân ngủ say là thần nguyên tinh hải hiện tại được gọi là đất trì vấn tôi mình đoán ra những ký ức này có vẻ tin tưởng vì hắn nuốt hai linh nhật nguyệt thì cảm giác rõ ràng đối phương không phải là chết thật hắn là chỉ nuốt một phần thông qua lời nói trước khi chết của hai linh nhật nguyệt tôi mình biết bản thể của đối phương không tại đây giống như vậy thì đoán ra đất linh vấn này mà lão tổ ngọc gia phát hiện ra chính là nơi hai linh vẫn nhật nguyệt ngủ say Chính vì chỗ đó bí ẩn khi cha Lão Tổ Ngọc Gia không biết tại sao hồn mình tiến vào trong Tam Môn Đạo Thiên, thân hình giống như là được bổ sung sức sống lại càng lúc càng yếu ớt, mục giữa giống như là một người chết. Mãi đây khi Lão Tổ Ngọc Gia kéo lê thân hình mục giữa và mang theo Tam Môn Đạo Thiên trở về gia tộc Hắc mặc Tinh thì không thể nào chống đỡ được nữa, thân thể tan biến. Nhưng sau khi thân thể chết đi, Lão Tổ Ngọc Gia phát hiện ra Lão không hề chết mà là nấu thân bên trong Thái Bình hữu tượng lão tổ ngọc gia thậm chí là phát hiện ra khí linh của thái bình hữu tự này cũng đang ngủ say khiến cho lão tạm thời trở thành một khí linh mấy vạn năm mỏ mẫm lão tổ ngọc gia đã nắm được lực lượng kỳ lạ của tam môn đạo thiên và còn âm thầm ảnh hưởng tộc nhân xông vào trong tam môn đạo thiên vạch ra kế hoạch để thoát khốn theo lão tổ ngọc gia sắp đặt một ít tộc nhân cực kỳ ưu tú ở trong tộc xông vào trong cửa của ba môn đạo, đạo thiên nhưng mà khi ở cửa thứ hai của môn đạo thiên không được hai linh nhật nguyệt chấp nhận nhờ lão giúp đỡ mới đi vào trong cửa của ba môn đạo thiên được tuy nhiên lão tổ ngọc gia liên tục thử phát hiện ra lão không thể nào đoạt xá được tộc nhân của ngọc gia cho nên là có có chuyện khách hành tham gia tụ tam môn đạo thiên nhưng cuối cùng lão tổ ngọc gia phát hiện cho dù là tộc nhân hay khách hành thì lão không thể nào đoạt xá trong người của đối phương dường như là thiếu cái gì đó nhiều năm nghiên cứu lão tổ ngọc gia dần dần tìm ra nguyên nhân thiếu là lực lượng thần linh lão là phải đoạt xá được một người có lực lượng này mới có thể đi ra được Vậy cho nên mới có chuyện tiếp theo, về cửa của hai môn đạo thiên thì lão tổ Ngọc gia rất e dè, không dám tới quá gần, chỉ âm thầm ảnh hưởng, bởi vì chỗ đó là mấu chốt cho lão tổ Ngọc gia thoát khốn, nắm giữ lực lượng kỳ dị nơi này, lão bị giam cầm mấy vạn năm, tâm lý vặn vẹo, lão muốn nuốt sứ đồ, bởi vì sứ đồ được cửa hai môn đạo thiên thừa nhận, chắc chắn là ở trên người ẩn chứa lực lượng của thần linh. Còn có những khách khách hành khác tới cửa thứ ba đều bị lão tổ Ngọc gia giết tại chỗ, thậm chí là có một số tộc nhân là cuồng nhiệt tín nhiệm lão của lão cũng bị giết chết, có mấy tộc nhân đi ra khỏi Khỏi bên ngoài cũng là phối hợp mới phong tỏa được tin tức mãi đến mấy ngàn năm trước ngọc nhu xuất hiện cô vượt qua cửa ai thứ hai của môn đạo thiên được chấp nhận một chút điều này khiến cho lão tổ ngọc Gia kích động là muốn đoạt xá cô nhưng lần này đoạt xá vẫn là thất bại lực lượng thần linh trên người của ngọc nhu quá ít không đủ để cho lão tổ ngọc Gia thành công sau khi thất bại lão tổ ngọc Gia không thể nào giết chết được ngọc nhu mà là giữ lại hy vọng cô có thể lớn lên và trở thành một hy vọng cuối cùng cho lão nhưng điều này là ở trong ký ức của tô minh có được ở trên người của lão tổ ngọc gia giờ phút này hắn ngoái đầu nhìn thái bình hữu tượng mắt lại chợt lóe trong lòng rất rung động về đất linh vẫn của tộc môn đạo tô minh chậm rãi giơ tay phải hư không ấn thái bình hữu tượng lập tức con voi to thân hình run rẩy đôi mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ cùng lúc đó tảng đá thái tảng đá thái bình hữu tượng bỗng nhiên là thu nhỏ ở trong ánh sáng lao hướng tô minh khi nó rơi vào tay của tô minh thì biến thành một cục đá màu trắng trông giống như là ngọc mềm nhẵn bên trên là một con voi trắng linh động đòn cân khắc ấn ở bên trong tòa ra ánh sáng dịu dàng, trọng khí Thái Bình hữu tượng. Tay nắm Thái Bình hữu tượng, tôi mình lập tức cảm nhận được lực thần nguyên ở trong người sôi trào, nhưng mà muốn tuôn ra hết vào trong Thái Bình hữu tượng, tuy nhiên tôi mình lại cảm giác ra được, trừ phi ách thương phân thần tới, nếu như không thì lấy phệ không phân thần của hắn dù là thúc đẩy được Thái Bình hữu tượng, thì chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của một tia chỉ có ách thương phân thân dùng thần nguyên bằng bạc để thức tỉnh khí linh của thái bình hữu tượng mới khiến cho nó nhận chủ mới có thể triển khai ra một phần uy lực của nó nếu như muốn thi triển hết toàn bộ sức mạnh vậy thì cần ách thương phân thần lại nuốt hồn hoặc là một vài hồn trong chín hồn còn lại <laughs> hay cho thái bình hữu tượng tôi mình thì thào tay phải vùng lên tạng đá biến mất tôi mình hất tay áo thân thể từ giữa không trung đi hướng mặt đất mắt thấy sắp rơi xuống thì lòng của hắn bỗng nhìn máy động ngoái đầu nhìn đạo quỳ sơn núi này như mây, mây lại như núi, bên ngoài tặng đá màu trắng thì phần màu đen hình thành cái đầu như lệ quỷ, nếu nhìn nhìn thời gian sẽ có ảo giác lệ quỷ bay múa, đặc biệt là bàn tay phải nâng lên con rơi không thể nào trốn thoát ra khỏi lòng bàn tay, khiến cho tôi mình nhìn một lát sau, tay phải mạnh mẽ chụp hướng đạo quỷ sơn. Núi này ầm một tiếng chấn động. Lại đây cho ta. Tôi mình hừ lạnh, tay phải nổi gân xanh, mạnh mẽ bắt chặt. Khoảnh khắc đạo quỷ sơn chấn động mãnh liệt, bù một tiếng, nguyên một cái núi to bốc lên lao nhanh hướng tôi mình tiếng xé gió vù vù tảng đá trước mắt tới gần tô minh vùng lên tay phải nhỏ lại sơn Thành bỗng Nhân thu nhỏ hơn phân nửa nhỏ nữa bù một tiếng đạo quỳ sơn lại thu nhỏ nhưng lần này khi mà nó thu nhỏ thì con người của tô minh cò rút hắn tiến lên một bước tới bên đạo quỳ sơn thì chỉ có vài chục mét nhìn một góc sau lưng của ngọn núi mắt của hắn trượt lóe tô minh nhìn thấy sau lưng của ngọn núi này có một khe hở rất to lớn đỉnh khe có mấy cái hố giống như là bị vật gì đó răng nanh sắc nhọn cắn chúng để lại đặc biệt là khe hở có đó khi trong đầu của tô minh giống như là bị gõ cho một cây gậy vũ khí có răng nhọn khe hở tảng đá này hiển nhiên là do một loại vũ khí nào đó tương tự tạo thành Đạo quỳ sơn này rõ ràng là cũng là một báu vật sử dụng lực lực của thần nguyên không hao nhiều giống như là thái bình hữu tượng đối với ta dù là vẫn mềm mông nhưng mà dễ thúc đẩy hơn là thái bình hữu tượng một chút tuy nhiên báu vật này lại thần nguyên như vậy đã bị tổn hại rất nặng nề hình dạng của khai nứt này trông lại rất quen mắt tôi mình nhíu mày Hắn cẩn thận trầm ngâm một lát sau, trong người bỗng nhiên run chuyển, ánh mắt của hắn sáng ngời. Trong ký ức của hắn đã từng thấy một loại vũ khí có thể tạo thành khe hở giống như vậy. <laughs> cây gậy. Tôi mình thử gấp. Tôi mình đã nhớ ra tại sao lại cảm thấy quen thuộc, hắn đã từng có một cây gậy báu vật, có thể biến lớn nhỏ, đập xương đất hay là đá núi lội ra khe hở chính là hình dạng như vậy. Năm đó, cây gậy bị đóng bằng ở đáy biển của đại ngô hằng cung. Mình có được nó trong khối băng vô biên vô tận. Bên trong băng là con tồn tại rất nhiều chủng tộc hình dạng kỳ lạ lúc trước ta đã còn cảm thấy thắc mắc vậy không lẽ tôi mình cẩn thận nhìn đạo quỷ sơn suy từ lát sau hắn lại trượt lóe ra suy đoán về đất âm tử bí ẩn đất âm tử quê hương của ta nơi mà ta đã trưởng thành ta càng tiếp xúc bên ngoài nhiều thực sự mới phát hiện ra bí mật bên trong đó là cũng sâu không thể nào đo lường tôi mình lắc đầu hắn nhất định là phải bay quay về đất âm tử một lần nữa khi đó hắn sẽ tìm ra bí ẩn sâu nhất trong đất âm tử cởi ra tất cả những thắc mắc Tô Minh tay phải chỉ hướng đạo quỷ sơn, núi này lập tức thu nhỏ rơi vào trong tay của hắn, biến thành vật giống như ngọc thạch. Khi đụng vào trong núi đá này thì trong lòng của Tô Minh liền run rẩy, hắn biết, cúi đầu nhìn thứ trong tay, đăm chiêu nhìn rồi lại cất đi, đạp hướng xuống đất. Khoảnh khắc hắn đạp đáp xuống đất, 13 ông lão trước mặt của hắn cuồng nhiệt và kích động vô cùng, quỳ rạp trước mặt của hắn, dường như ngay cả quỳ là cũng không thể nào biểu đạt được sự kính trong lòng của bọn họ, chỉ có nằm dài xuống. Kinh bài lão tổ. Mau, chuẩn bị một gian mật thất cho lão phụ là muốn bế quan mấy ngày tôi mình lại nhạt nói tôi mình vừa dứt lời mười ba ông lão cuồng nhiệt lập tức chấp hành rất nhanh một gian mật thất cực kỳ xa hoa chuẩn bị xong rồi cho tôi mình mấy ngày sau chờ khi ta đi ra tất cả sẽ giải thoát cho các người không thể nào gặp mặt trời nữa tôi mình cắt bước đi tới trước lại tiến hành vào trong mật thất sơn môn mật thất lại trầm dầm ạ à, hạ xuống mười ba ông lão ở bên ngoài cùng quỳ rất là kính phục chỉ một mình ngọc như mắt trượt lóe vốn rằng đã rất xinh đẹp bây giờ mắt đẹp lại trượt lóe có một loại trói mắt khiến cho người ta phải tim đập nhanh hút hồn ở trong mật thất tôi mình lập tức ngồi xếp bằng hắn hít sâu hai tay đặt ở trên đầu gối lòng bàn tay chỉ lên trên hai tay của hắn lấy ra tia sáng trắng thái bình hữu tượng đạo quỳ sơn cũng cùng nhau xuất hiện khoảnh khắc tôi mình nhắm mắt người của hắn run rẩy chỉ thấy ảo ảnh ở trong pho tượng hai thần nguyên N... hai thần nhật nguyệt bỗng nhiên hiện ra sau lưng của hắn chỉ cần ta tin tưởng thì sẽ tồn tại lực lượng. Bây giờ, nó đã sắp sửa thuộc về ta. Tụ mình hít sâu, lập tức ở trong mật thất vang đến những tiếng nổ. Hết trường. Lệ quỷ xứng tượng. Lúc bình thường, ánh sáng chỉ có một loại. Nhưng bây giờ trong mắt của tụ mình, ánh sáng chỉ làm hai loại. Một là bá đạo rực rỡ, một là yếu ớt dịu dàng. Ánh sáng huy hoàng của một pho tượng nhật nguyệt ảnh chiếu ra khắp mật thất, khiến cho mỗi một vị trí ở trong phòng đều là áo ánh sáng bao trùm, bá đạo cùng với nhu hòa không gian, không hề giao thác mà là lấy vị trí của tụi mình làm ở trung tâm, chia cắt căn phòng thành hai nửa vòng tròn, một bên là cực kỳ bá đạo, một bên là dịu dàng như nước. Tụi mình nhắm mắt lại nhưng mà vẫn xuất hiện hai màu sắc khác nhau, khiến cho thân thể của hắn trong chớp mắt này giống như là bị tách ra, lấy chóp mũi làm đường kẽ khiến cho thân hình biến thành hai ánh sáng mạnh và yếu khác nhau hai tay của tô minh chế lên trên đặt ở đầu đầu gối trong đó tay phải nắm đạo quỳ sơn hiện tại ở trong ánh sáng nó như là đang sống lại lệ quỷ lại càng thêm dữ tợn còn rơi trên quỷ chảo phát ra từng tiếng rít một lát sau lệ quỷ đạo quỳ sơn lại vội vàng ngẩng đầu cả người vặn vẹo bay lên trên khỏi đạo quỷ sơn thân hình giống như là xương khói vòng quanh tô mình lệ quỷ đi giữa ánh sáng mạnh và yếu trông cực kỳ quái dị tô minh biểu tình vẫn như bình thường vẫn đang nhắm mắt tay phải nắm thái bình hữu tượng vào giờ phút này phát ra những tiếng nổ chậm rãi phân giải biến thành ảo ảnh con voi to và cán cân đi cùng với lệ quỷ chỉ cần tin tưởng lực lượng tồn tại xuất hiện đi mắt của tôi mình mở bừng ra bên trong lấy ra tia sáng khoảnh khắc có một loại cảm giác giống như là dung nhập vào trong ánh sáng mạnh yếu trong mật thất biến thành một loại thứ ba tại đây giây phút tô minh mở mắt lệ quỷ của đạo quỷ sơn lượn lờ ở bên người của hắn ngồi đầu phát ra những tiếng gầm trong tiếng hét lệ quỷ mạnh mẽ rơi lên tay trái chụp lấy cây cân cũng là lượn lờ bên cạnh cây cân ở trong tay của nó giống như là bây giờ lệ quỷ hóa thân trở thành một bình xứng khi nó cầm cây cân thì thái bình hữu tượng hóa thành cầu vông trật tự tự nhiên lại xuất hiện ở trên bàn cân tất cả nó thì chậm nhưng mà quá trình hoàn thành chỉ trong vài giây lệ quỷ là không còn vẻ nào dữ tợn mà vẫn có sự uy nghiêm tay phải của nó mạnh mẽ chụp bắt lấy con rơi theo treo ở trên đòn cân khi lệ quỷ hoàn thành động tác này hiện tại ở trước mặt của tô minh là một bức tranh lệ quỷ xứng tượng còn rời đó chính là quả cân tất cả hoàn mỹ hoàn mỹ đến mức tô minh không tìm ra một chút nào tì vết dường như là nó vốn nên là như vậy <laughs> Tự này có hai thể một là thể thực thái một là huyễn hư bình miệng của lệ quỷ phát ra những tiếng ồm ồm mơ hồ cười nhẹ xứng là thực như môn đạo tri tôn phi linh tiên tri năng vượng lượng tượng chỉ hư tự cảnh nguyễn chi tưởng có thể ước lượng tượng này ba giây hình ảnh lệ quỷ xứng tượng chỉ là giữ khoảng ba giây trước mặt của tô minh rồi biến thành hai cầu vồng vọt vào trong đôi mắt của hắn trong đó lệ quỷ đạo quỳ sơn và quả cân quả cân con rơi chui vào mắt trái của tô minh thái bình hữu tượng và đòn cân thì lóe ra mắt phải của hắn tô minh người run lên tin tưởng ta tô minh lại thì thào đôi mắt hỗn độn hắn sâu trong cảm nhận là có được một đôi mắt ẩn chứa lực lượng nó ở trong đầu của hắn biến thành thanh âm mãnh liệt thanh âm này lại vô cùng uy nghiêm dường như đã đang gầm dốc giống và gào thét thanh âm này không ngừng mà quanh quẩn tôi mình không cảm giác có được nguy hiểm đó cũng không phải là cái gì mà ẩn chứa linh lực chuẩn bị đoạt xá cái này giống như là thanh âm còn sót lại trong những năm tháng không biết đã qua bao nhiêu vạn năm rồi thanh âm này bình thường không thể nào nghe thấy chỉ có ở trong ánh sáng phò tượng nhật nguyệt lệ quỷ đạo quỳ sơn và thái bình hữu tượng cùng nhau thuộc về một người lấy lực lượng thần nguyên thúc đẩy thì chuyển ra hình ảnh lệ quỷ xứng tượng thì mới phát hiện hoặc nên nói rằng là hình ảnh lệ quỷ xứng tượng là trung tâm của tam môn đạo thiên lực lượng kỳ lạ ở bên trong khiến cho Tô minh khao khát ẩn giấu trong ba câu ba câu chữ hình ảnh tin tưởng ta tin tưởng ta thanh âm này không ngừng vang vọng khiến cho tôi mình có cảm giác say mê dùng hình ảnh hư ảo cất giữ thanh âm dùng tam môn đạo thiên che lấy hình ảnh thanh âm đó ba chữ này là trung tâm là căn nguyên của lực lượng kỳ lạ không ngờ lực lượng này khiến cho ta cố chấp lại thực sự diễn biến từ trong một câu nói đôi mắt của tôi mình lóe ra tia sáng âm ồ trông hắn lại cực kỳ yêu dị thanh âm giống như là thì thào và mơ hồ câu nói này tang thường nhưng chỉ bằng vào một câu nói đã có thể ngưng tụ ra rất, rất nhiều lực lượng mạnh mẽ như vậy tuyệt đối đó không phải là hai thần nhật có thể làm được chắc chắn là lai lịch của tam môn đạo thiên này là còn có trước cả hai thân nhật nguyệt hoặc, nhận, hoặc nên nói rằng sự tồn tại đã xa xưa hơn lại để lại cả báu vật tìm tụ mình đập nhanh đôi mắt lấy ra tia sáng âm u đôi tay đặt ở trên đầu gối chậm rãi nắm lại lực lượng này là cần cảm ngộ lão tổ ngọc gia chỉ là lần mò cảm ngộ một chút đã hơi thi triển ra loại lực lượng như vậy ta có thể cảm giác được nếu như hai tay của ta siết chặt thì ánh sáng mạnh hiếu ngoài người của ta sẽ lại hấp thu vắng trong người vậy thì ta có thể thành công hai tay của tô minh chậm rãi nắm lại ánh sáng trong mật thất vặn vẹo kịch liệt dường như ánh sáng hóa thành từng đợt tia sáng từng ánh sáng kia đang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngừng tụ vào trong đôi tay của hắn thời gian chậm rãi trôi chớp mắt đã một ngày trong một ngày này tô minh không hề chớp mắt nơi đáy, đáy, mắt của hắn ánh mắt âm u lại càng lúc càng mãnh liệt cùng lúc đó mép của tứ phía mật thất chỗ lúc trước tỏa ra ánh sáng biến thành đen đặc trong mật thất này thực sự quái dị dường như là ánh sáng này bị hạn chế ở trong khu vực nhất định, đối lập rõ ràng với xung quanh tối tăm, dường như là có giới hạn nào đó đang cách ly chúng. Bên tôi mình, mắt của hắn chấp lé lúc sáng lúc tối, tia sáng âm u trong mắt có thể thấy rất nhiều tơ máu. Nhìn thì giống như hắn đang bình tĩnh nhưng mà ở sâu trong lòng tôi mình đang dậy sóng Thanh âm này vẫn là còn đang tiếp tục Từng đợt gạo thét và gầm giống rít gạo trong tinh thần của tôi mình Lúc mới bắt đầu qua rất lâu mới vang lên những tiếng nói Nhưng ngày hôm nay thanh âm ở trong đầu của tôi mình đã liền với nhau Liên tục không ngừng vang vọng tin tưởng ta, tin tưởng ta. Thanh âm kia tang thương mà không có dao động, đã thay thế tư duy của tô mình, thay thế ý thức của hắn, dường như khoảnh khắc này, thân hình của hắn đang trống rỗng, chỉ có câu nói kia là không ngừng khuếch tán ra. Tất cả giống như là nguy hiểm, nhưng thực sự là nguy hiểm không quá cao. Tôi mình chưa từng giảm bớt sự cảnh giác. Lần này là cảm ngộ, lấy từ thanh âm này để lại những thăm th năm tháng xa xưa. Nếu như thành công, thì tôi mình có thể được đến lực lượng ẩn giấu, chứa trong lời nói. Nếu như thất bại, thì cũng chỉ là vẹn vẹn thất bại. Thời gian chưa qua cả ngày, tôi mình ở trong mật thất ngồi tính toán lâu đến 2 ngày. Thanh âm này có xu hướng vang vọng ở trong óc của hắn giống như là hồi âm vô tận, chậm rãi, cô xu hướng lại lan ra bên ngoài, ngừng tụ lại. Mãi đến ngày thứ ba, thanh âm ở trong đầu của tôi mình rốt cuộc đã hoàn thành một quá trình khuếch tán, lan ra ngoài rồi lại ngưng tụ, lại một lần nữa hóa thành một câu nói, tin tưởng ta một câu nói này nghe vào tai của tô minh có rất nhiều điều khác thường so với trước khi đã nghe dù rằng tô minh là không thể nào tả được ở đâu khác biệt nhưng mà khi thanh âm này vang vọng thì đầu óc của hắn trở nên ù vàng trong tiếng nổ ý thức của hắn chớp mắt vặn vẹo dường như là hắn là bị cái gì đấy móc ra cưỡng ép kéo vào trong một thế giới kỳ lạ đó là một bầu trời vụn vỡ màu trời là xanh sẫm đang nhanh chóng vỡ tan tiếng nổ đít tai vang vọng trong khung trời có thể thấy từng cột sáng mang theo những tiếng rít sói chói tai xuyên thấu không trời đi qua đầu là không gian dạn vỡ bầu trời trở nên tàn giã đặc biệt là từng cột sáng rơi xuống đất lập tức hình thành từng vòng từng vòng quét ra tứ phía mặt đất lại từng từng tan vụn giống như là tận thế trời đất đang bị hủy diệt tin tưởng ta chính lúc này một thanh âm hùng hồn phát ra từ trong mặt đất tôi mình liếc mắt nhìn liền thấy mặt đất đang tan vỡ ra như những ngượn sóng trên một ngọn núi đứng một người người này là thanh niên mặc áo lam tóc bạc trắng bộ dạng của hắn rất bình thường bình thường đến mức là không có một chút gì lạ lùng nhưng mà ở trên người của hắn tràn đầy vẻ tăng thương giống như cuộc đời của hắn đã trải qua quá nhiều chuyện cũ khiến cho hắn có một loại hấp dẫn không thể nào hình dung nhưng mà khiến cho người ta liếc mắt một cái suốt đời khó quên hắn chắp tay sau lưng đứng ở trên đỉnh núi lộ ra một đôi mắt bị ai quần áo của hắn bị gió thổi tung mái tóc bạc theo gió bay lên dường như là hắn đang nhìn bầu trời giọng của hắn vang vọng tin tưởng ta Tô Minh tinh thần rung động, hắn nhìn người đàn ông lại càng thấy trước mặt của người đàn ông này mặt đất đang tan vỡ lại quỷ lệ vô số sinh linh, những sinh linh này thân thể run rẩy, rõ ràng là sợ hãi, thiên địa tan vỡ nhưng mà không đứng lên và bọn trốn. Bọn họ là nhìn người đàn ông tóc bạc, dường như là lời của người đàn ông này đối với bọn họ là một loại tín ngưỡng và sùng bái đến vô tận. Đã từng nói với ta, người ta tin là thiên địa hổ mà ta bất hổ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Hôm nay Ta nói cho các người Tin tưởng ta Tinh thần Tô Minh rung động Hắn nhìn mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tan vỡ trở thành vô số mảnh vụn Những mảnh vụn bay đầy trời Chậm rãi biến mất ở trước mặt hắn Tô Minh lại mở mắt Hoặc nên nói rằng mắt của hắn vốn đang trợn to Lần này là mở ra hồn Vẫn là mật thất Xung quanh tối đen chỉ có hai tay của hắn ánh sáng tay trái Ý bá đạo là mặt trời Ánh sáng tay phải ý dịu dàng là mặt trăng Tất cả ánh sáng ở trong mặt thất đều là ngưng tụ vào trong đôi tay của tô mình. Ta Bà... Đã hiểu rồi. Trên mặt của Tô Minh lộ ra vẻ tang thương, nếu như nhìn kỹ thì tang thương này hơi giống với người đàn ông áo trắng năm đó. Hết chương. Còn sót lại. Bắt đầu từ khi Tô Minh bước chân vào trong mật thất thì đã trôi qua 17 ngày. Mặt đất này không ở trên mặt đất mà là ở bên dưới các lầu cát của Ngọc gia, địa cung mênh mông, địa cung này xây dựng mấy vạn năm, thuộc bí ẩn là chỗ tối của Ngọc gia. Bây giờ ở sâu trong địa cung, ngoài mặt thất của Tô mình có hai cánh cửa đá to lớn giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cánh cửa xâm nghiêm cỡ vài chục mét. Trên cửa có rất nhiều phù văn màu đỏ, nhưng mà phù văn lúc sáng lúc tối tỏa ra dao động mạnh mẽ, thậm chí là dù là tu vi hậu kỳ vị giới dốc sức xuất kích cũng khó có thể phá hư cửa đá một chút. Bây giờ bên ngoài cửa đá, 13 ông lão Ngọc gia ai nấy cùng kính, khoanh trần tính tọa, giống như là hộ pháp. Bọn họ cuồng nhiệt với lão tổ Ngọc gia đến nỗi là có thể vì lần thủ hộ này trả giá sinh mệnh. Nếu như có ai dám xâm nhập vào lúc này Thì sẽ đối mặt với 13 ông lão điên cuồng đánh trả Trừ 13 người này ra Thì còn có Ngọc Nhu ngồi ở bên cạnh Ánh mắt của cô luôn luôn bình thản Yên lặng đứng đó Đối lập rõ ràng là vượt Rõ ràng với 13 ông lão Sắc đẹp của cô là ngăn cách với 13 người âm u và mục nát Lão tôi đã bế quan 17 ngày Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ Qua mười mấy ngày chờ đợi 13 ông lão kiềm chế không được sự sốt ruột Dù sao trước khi bế quan Tôi mình đã chỉ nói là vài ngày Cầm ôm, tu vi của lão tổ thông thiên, sao người có thể xảy ra vấn đề được? Chắc chắn là lão tổ đang hấp thu sự sống của sứ đầu đó để có được thân hình lại càng tốt đẹp. Bên cạnh liền có người trách mắng. Rõ ràng, người mắng có thân phận khá cao, làm cho ông lão mới nãy thốt lời lo âu lại cúi đầu không nói. Chưa chắc. Một thanh âm tăng thường chậm rãi truyền ra từ ông lão giống như xương khô. Các người đã có từng nghĩ hậu quả như thế nào nếu lão tổ đoạt xá thất bại? Cái này không thể nào đâu, lấy tù vị của lão tổ và chuẩn bị mấy vạn năm, tuyệt đối sẽ không thể nào thất bại được. Vậy, đời thứ bảy cũng nói là nếu. Vậy nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại thì xuất hiện trước mặt chúng ta không phải là lão tổ, mà chính là sứ đồ trước đó. Trong ba người, có rất nhiều người mắt trượt lé, truyền thần niệm cho nhau. Chỉ có Ngọc Nhu ở phía xa yên tĩnh như không nghe thấy gì. Trong chờ đợi dài dòng, sinh ra do dự và suy đoán, lại là đi qua ba ngày. Tôi mình bước vào trong mật thất đã tròn 20 ngày, ngày hôm nay bên ngoài địa cung trời đã hoàng hôn gió nhẹ thổi khiến cho cây cối lắc lư trong địa cung bỗng nhiên có những tiếng nổ trầm đục thanh ngầm này xuất hiện khiến cho rất nhiều người giống như mười ông lão này vụt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa của mật thất từ từ ngồi xếp bằng đứng dậy biến thành quỷ lạy tiếng gầm rú đó không phải là phát ra từ cánh cửa của mật thất cửa này đang từ từ bị đẩy ra phát ra những tiếng vàng tiếng nổ càng ngày càng ầm ý, dần dần chính giữa cánh cửa này hé ra một khe hở khe hở đó càng lúc càng lớn lát sau cửa đá hoàn toàn là mở ra mà kể ở trong lòng của 13 người ông lão có suy đoán như thế nào thì lập tức cùng kinh nói chúng ta kính bái lão tổ ầm một tiếng cửa đá hoàn toàn bị mở ra bên trong túi đèn ngọn đèn nơi trong địa cung dường như là muốn len vào trong bóng đêm đằng sau cửa đá nhưng mà bị cản ngoài cửa dường như là có một lực lượng vô hình ngăn cản tất cả những ánh sáng này ụp tới trong bóng đêm có những tiếng bước chân dần dần truyền tới vang vọng toàn địa cung tiếng nổ bước chân là không nhanh không chậm vài giây sau bóng dáng của tô minh xuất hiện bên trong cửa đá lộ ra trước mặt của mọi người tô minh dừng bước không đi ra hắn đứng ở trong bóng tối ngoài một bước là ánh sáng xanh âm u bao phủ tứ phía khiến cho tô minh thấy rõ ở bên ngoài nhưng mà người bên ngoài nhìn tô minh thì chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ nghe mười ba ông lão nói tô minh không hề đáp lại tô minh đứng ở trong bóng tối ánh mắt lướt qua mười người xung quanh vào khoảnh khắc này tĩnh lặng dường như tiếng hít thở cũng đã biến mất khiến cho những chỗ này trở nên tĩnh lặng dần dần lại xuất hiện áp lực khiến cho người ta phải bức bối mười ba người ông lão cảm nhận rõ ràng bọn họ quỳ lạy không dám ngẩng đầu bọn họ cảm giác lũ chân lông ở trên người đang co rút đó là bản năng trước nguy hiểm chính vì không ngẩng đầu vậy cho nên cảm giác lại càng mãnh liệt họ cảm nhận được ở trong cửa đá này truyền ra hơi thở tà ác vô cùng bá đạo và âm nhu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ hơi thở này biến ảo đa đoàn khiến cho người ta đoán không ra nổi bá đạo dường như có thể phá hủy được cả chúng sinh âm, âm nhu thì lại giống như là vòng xoáy nước bùn khiến cho người bước vào rồi không thể nào bỏ ra được lại càng khiến cho mười ông lão này do dự và suy đoán không thể nào khẳng định 13 người hồi hộp chỉ một mình ngọc nhu ở b một bên vẻ mặt thản nhiên nhưng đó chỉ là bề ngoài sự thật là con người của cô đã khẽ run lên nhưng mà không rõ ràng mãi đến 10 giây sau luồng hơi thở giận này dần dần tán đi mười ông lão thầm thở ra chính lúc đó tôi mình bước ra một bước cuối cùng từ trong bóng tối đi vào trong ánh sáng thân thể của tô minh hoàn toàn lộ ra tóc dài màu xám áo dài màu trắng khuôn mặt đẹp gần như là yêu dị mang theo tăng thương và không thể nào bôi, bôi nhòa dường như tăng thương này không thuộc về hắn mà là vì một vài nguyên nhân ngắn ngủi còn sót lại trên người của hắn hơi tử thăng thương này không phải là cố ý mà làm ra nếu như không có đủ năm tháng lắng động không thể nào nhìn thấu tất cả ảo ảnh thì chắc chắn là không thể nào tồn tại trên thân thể của một người chưa từng có một kinh nghiệm gì tăng thương này khiến cho 13 ông lão tinh thần rung động, mục nát ở trên người của bọn họ dường như chỉ trong hơi thở tăng thương của Tô Minh thì hóa trở nên mỏng manh, thậm chí không xứng đáng gọi là dạ nua. Trong lúc 13 ông lão rung động thì Tô Minh lạnh lẽ, lặng lẽ liếc qua, đôi mắt của hắn tựa như là hồ nước, một mảnh bình tĩnh, nhưng nếu có ai nhìn kỹ sẽ bị lạc ở trong đôi mắt này, đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia khiến cho người ta không thể nào tự chủ được tín phục. Bị ánh mắt này nhìn cho chăm chú, tất cả lời của đối phương nói đều làm cho người ta phải tin tưởng, đó là lực lượng chỉ cần tin liền tồn tại. đó là tôi mình cảm ngộ từ câu nói kia ở trong Tam môn đạo thiên cảm ngộ này dung hợp với nhật nguyệt tinh thần nguyễn của tôi mình trở thành thuật thần thông có thể nói là mạnh nhất, cũng là bí mật lớn nhất của hắn. thuật này nếu như mà sử dụng thì gió mây biến đổi và trời đất sẽ trở nên tối tăm. các người tin tưởng ta không? tôi mình lạnh nhạt nói. Giờ phút này hắn mới tỉnh dậy ra khỏi hình ảnh kỳ lạ ở trong não, trên người vẫn còn sót lại sự tăng thương. Trong tinh thần của hắn là còn sót lại bóng dáng của người đàn ông tóc bạc, thậm chí ở trong mắt của hắn là còn vương bi ai khi người đàn ông tóc bạc nhìn lên trên bầu trời. Tăng thương đó, bóng dáng đó, bi thương đó, tất cả còn sót lại ở trên người của Tô Minh tùy theo câu nói hắn hỏi vô tình bùng phát, khiến cho không khí địa cung vặn vẹo, dao động khuếch tán tứ phía, khoảnh khắc phủ lên trên toàn địa cung. Thanh âm mang theo lực lượng rất kỳ lạ, lan tỏa, khiến cho ngọn đèn xanh lắc lư dữ dội thậm chí ở trong khoảnh khắc này, bộ dạng của Tô Minh đang thay đổi, khiến cho người thấy mơ hồ, hình như là bắn, hắn biến thành một người tóc bạc chắp tay sau lưng, đứng ở trong trời đất tan vỡ, nhìn xuống khung trời. Đó không phải là lực lượng của Tô Minh, đó là còn sót lại trong cảm ngộ của hắn, có thể nói đây là Tô Minh, Tô Minh mượn người đàn ông tóc bạc để lại một câu nói để ngưng tụ ra lực lượng thần thông khủng bố. Loại mượn này chỉ có thể hiện tại là Tô Minh làm được, chứ lần này ra xem giống như là hắn lại cảm ngộ cũng không thể nào thì có thể thực hiện ra được điều đó. Bởi vì mới nãy cảm ngộ kết thúc, thì câu nói kia biến mất trong tam môn đạo thiền, tan biến trong cõi trời đất, trở lại năm tháng thuộc về nó. trừ phi tôi minh hoàn toàn hiểu thấu. Nếu như không thì hiện tại hắn thực hiện thần thông mạnh nhất trong chớp mắt. Mười ba ông lão tu vi đều là hậu kỳ vị giới, tinh thần của bọn họ trong dây rát đã nổi lên tiếng nổ mãnh liệt và khó tả. Trong tiếng nổ, bên tai đầu óc và linh hồn của bọn họ quanh quẩn giọng nói của tôi mình. Thanh âm mang theo ý không thể nào tha nghi ngờ, khiến cho dù trời đất gà cũng phải khuất phục kiêu ngạo dù là không trời này cũng phải cúi đầu tất cả chúng sinh ở trước mặt của nó đều là dám không thể nào tuân theo sao dù là tu vị cũng lại phải lập tức tan thành mây khói trong tiếng nổ mười ông lão đều là hộc máu miệng mũi chảy máu người giặt ra phía sau liên tục lùi ra vài trăm mét ai nấy mặt mày trắng bệch biểu tình hoảng sợ và ẩn chứa một đoàn lửa đó là một loại lửa màu tím một loại lửa có cuồng nhiệt hơn cả lão tổ ngọc ra ngay cả ngọc nhu ở trong khoảnh khắc này lại bị hơi thở còn sót lại trên người của tô minh bùng phát làm hụt máu, không ngừng tụt lùi. ngọc nhu không còn một sự nào bình tĩnh, chàng nhã và biến mất. trong tinh thần của cô bị tê liệt, bị cưỡng ép dung nhập vào trong một ý niệm. đó là ý niệm phải tuân theo tô mình. trong đôi mắt của ngọc nhu cũng xuất hiện ngọn lửa màu tím. tin tưởng. ngọc nhu lại thở hồn hển lại thì thào. mười ba ông lão khoảnh khắc phát ra những tiếng hét cuồng nhiệt. tin tưởng. mười ba thanh âm vang vọng khiến cho địa cung này dấy lên vô số hồi âm không ngừng và khuếch tán ra có một loại địa cung này trở nên như run rẩy theo lời họ thốt ra đôi mắt của tô minh lại từ từ khép trên con người còn sót lại hơi thở cũng biến mất thân hình không còn mơ hồ lực lượng của người khiến cho ta tín phục từ trận trong đáy lòng lực lượng này ở trong tay của ta ta lựa chọn là khiến cho người không thể nào không khuất phục tô minh mở mắt biểu tình yêu dị ánh sáng ở trong mắt cho người ta cảm giác sâu thẳm vô tận hết chương hết tập 147. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và xin đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tô mình.